Quyền Cục trưởng Cục Tiếp cận Thông tin và Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia nhấn mạnh, đây là thành tựu to lớn và là thành công cho tất cả người dân Indonesia. Satria 1 sẽ di chuyển đến đúng quỹ đạo vào tháng 11 năm nay, trước khi sẵn sàng hoạt động vào tháng 1 năm 2024. Vệ tinh này đã được phóng bằng tên lửa Falcon 9 thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghệ Thám hiểm Không gian SpaceX. Chính phủ Indonesia hy vọng rằng việc đưa vào sử dụng vệ tinh này có thể hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia. Satria 1 sẽ cung cấp các dịch vụ miễn phí và bổ sung cho cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có bằng cách cung cấp kết nối trực tiếp tới các thiết bị Internet đầu cuối mà không cần các trạm thu phát sóng cơ sở, giúp bao phủ các khu vực điểm mù vốn không được kết nối bởi các công nghệ khác. We had successful deployment.